Kính thưa quý vị, giờ này là còn 10 phút nữa là 5 giờ sáng ở California, có nghĩa là còn 25 phút nữa là đội U23 Việt Nam sẽ lăn bóng trong trận đấu thứ hai với lại U23 Jordan. Đây là trận đấu rất quan trọng với lại U23 Việt Nam. Dũng đang rời khỏi nhà để đến địa điểm gọi là cà phê Gypsy, một cái nơi mà có nhiều người hâm mộ bóng đá ở quận Cam thường đến đó, cũng là nơi thường Dũng hay bình luận bóng đá vào những mùa bóng đá, nơi mà tụ tập những tâm hồn yêu bộ môn bóng đá. Nhưng mà ít có bao giờ mà chủ tiệm cà phê Gypsy cùng với fan hâm mộ mà mở cửa sớm như thế này, ngoài ra là Việt Nam đá. Cho nên sáng hôm nay thì Dũng cũng phải để đồng hồ và dậy sớm. Giờ này là đã ở quán thì nghe anh Dũng nói là đã náo nhiệt rồi. Những tâm hồn có thể là không đông, cũng khoảng chừng một số người, nhưng mà những tâm hồn đang là yêu đội, yêu bóng đá là trước nhất, và thứ nhì là với cái tinh thần cổ vũ cho U23 Việt Nam. Dũng đang trên đường đến đó và hy vọng là Dũng sẽ gửi đến cái không khí cho quý vị thấy của trận đấu này, và hy vọng là chúng ta sẽ mang tới một kết quả và giành trọn 3 điểm trong trận đấu này. Cho nên yêu là không nói bận, đã yêu rồi đó thì làm bằng mọi cách tìm lý do để đến với nhau, chứ yêu mà nói đủ lý do bận rộn này rồi bận rộn kia thì cái đó là nhiều lý do quá. Người ta nói anh đã yêu thích nhau mà lại còn quá nhiều lý do thì không hay nha quý vị nha. Đã yêu là không nói bận rồi. Xin hẹn gặp lại tại cà phê Gypsy trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan. Ở đây đã gọi là yêu là không nói bận. Quý vị thấy không khí đây nè, ở phút thứ 70 mọi người đây là đang nín thở với lại con tim của Việt Nam, thấy không? Đấy, phút 75 rồi. Và bây giờ nói là mọi người đây nói là Trinh Đen mà không làm bàn là Dũng Đen vô làm bàn đó. Ở đây là đã lên đây ca. Đây là Dũng gọi là sao mai điểm hẹn của những tâm hồn nữa, yêu thể thao đây, đúng không? Mình nói với mấy anh nói là 5 giờ bận quá là phải ngủ. Em nói mấy anh cố gắng đi, mai mốt chết tha hồ mà ngủ. Còn bây giờ còn sống là phải coi đá banh chứ, đúng không? Đấy, những tâm hồn yêu Việt Nam như thế thì thôi chứ còn gì nữa, phải không? Đấy. Hey. Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên, 1, 2, 3 đây nha. Việt Nam cố lên, cố lên, cố lên. Kính thưa quý vị, Dũng Taylor cùng với lại những tình yêu cho bóng đá và tình yêu cho đội Việt Nam, chúng tôi đã rời rạc ra đi ra về rất là buồn. Sao giờ hai anh cho em thấy trận đá ngày hôm nay, hai anh thức từ 4-5 giờ sáng, hai anh thấy xứng đáng không? Cái này là đi ủng hộ hết mình, hôm nay hơi buồn chút. Ra đi thì hết mình mà ra về là hết tiền. Ra về là hết tiền rồi. Thì bây giờ sao hai anh thấy trận đấu ngày hôm nay quề? Về quề xứng đáng hay là anh nghĩ là quề may mắn hay là đáng lẽ phải ăn? Quề không có xứng đáng nổi rồi. Phải không? Bây giờ thì chúng ta còn trận 16 nữa, còn ngày 16 nữa. Hy vọng 16 ăn Triều Tiên 3-0 thôi. Đấy, ăn 2-0 thôi cũng có cơ hội đấy. Đó. Phải tối thiểu là phải ăn Triều Tiên 2 trái trở lên. Mà cái ngày đó ra không có Dũng Taylor ở đây là cũng hơi buồn nha. Không, đâu biết được. Có thể em sẽ xin được giấy phép của Bộ Nội trợ sẽ ra đây tiếp. Xin người nội trợ đi. Đúng rồi, rồi, vậy hẹn với anh nha. Quý vị cũng đã nghe rồi đó, là ngày 16 này thì Việt Nam còn một trận nữa. Đây là Dũng đang có mặt tại cà phê Gypsy ở trên cái đường Bosa. Đây là vừa khoảng 7 giờ sáng. Những người này là những người thật sự là phải rất là yêu bóng đá, bao gồm luôn Dũng. Từ nhà Dũng mà lái xe lên đây thì khoảng 25 cây số, và đến đây đã chung vui cùng với mọi người. Rất tiếc là Việt Nam chúng ta hôm nay lại được chỉ có một điểm, không được giành trọn vẹn 3 điểm. Và ngày 16 là ngày đá với Triều Tiên, thì hôm nay Triều Tiên cũng đã thua UAE 2-0, cho nên thành ra UAE hiện giờ đứng đầu bảng
với 4 điểm. Thì hiện giờ theo diễn biến thì nếu mà trận UAE đụng với lại Jordan thì hai bên đó có thể bắt tay để mà vào bên trong. Với trường hợp là Việt Nam chúng ta phải ăn trận chót, ăn Triều Tiên hai trái, nếu mà UAE và Jordan què nhau thì lúc đó Jordan sẽ bị loại, Jordan sẽ 5 điểm. Nhưng mà xét theo bàn thắng thua thì thua Việt Nam. Cho nên cũng còn cái cơ hội, dĩ nhiên là định mệnh không nằm trong tay chúng ta. Chúng ta phải còn cái sự hỗ trợ nữa. Có nghĩa là hai bên kia hy vọng là Jordan sẽ đá hết mình. Nếu mà Jordan đá hết mình thì Jordan sẽ thua UAE. Còn nếu mà hai bên đó họ bắt tay với nhau thì Việt Nam mình phải tự quyết định và phải ăn Triều Tiên tối thiểu hai trái. Nếu mà ăn Triều Tiên hai trái và Jordan cùng với lại UAE về nhau thì Việt Nam sẽ vào. Còn nếu mà ăn ba trái trở lên thì nói chi nữa, hai trái thôi thì cơ hội vẫn còn tươi sáng, cái cửa vẫn còn rộng mở cho Việt Nam. Hôm nay thì theo cái lối đá thì Dũng thấy rằng vẫn tiếp tục là cái hàng tiền vệ của chúng ta bị bế tắc và không có một cái tia sáng nào. Ngoài ra một lần nữa lại là trái banh duy nhất lại của Tiến Linh. Khi Tiến Linh đã chậm banh để mà chuẩn bị đá thì nó trễ một nhịp. Dĩ nhiên là đó là cơ hội, và chúng ta cũng biết là Jordan ngày hôm nay ra quân cũng giống như Dũng nói là với tính cách là giữ đá để lấy một điểm, để đứng đầu bảng. Cho nên thành ra họ cũng không có những cái đường lối và phát triển tấn công như là cái trận mà họ đá với Triều Tiên. Thì hy vọng là trận chót ngày 16 của Việt Nam chúng ta sẽ dồn hết sức để đá với Triều Tiên và mang về tỷ số tối thiểu phải hai trái hay không, thì cơ hội của chúng ta, cái đường của chúng ta sẽ được rộng mở vào trong vòng trong. Mà hiện giờ thì Nam Hàn lại đứng đầu bảng, cho nên Uzbekistan với Nam Hàn cũng sẽ đụng nhau ngày thứ tư này. Và đấy là trận đấu rất là hay, tại vì dù sao thì Uzbekistan cũng là đương kim vô địch. Tuy là Nam Hàn đã đứng đầu bảng 6 điểm, giữ hòa trận đó thôi thì cũng đứng đầu bảng, nhưng mà không gì hay bằng đối với Nam Hàn là để khẳng định vị trí của mình ở trong giải này bằng cách là hạ được đương kim vô địch Uzbekistan. Cho nên trận đấu ngày hôm đó rất là hay. Hiện giờ thì ai cũng đang ngắm nghía, nói rằng ai cũng đang muốn tránh Nam Hàn ở vòng sau. Dũng thì Dũng nhận định rằng vào vừa được đi rồi tính sau, còn vấn đề tránh ai né ai thì lúc đó thì trái banh nó tròn nó không biết được. Cho nên thành ra nếu mà Việt Nam ăn được Jordan hay không ở trong ăn được Triều Tiên hay không trong cái ngày 16 thì cơ hội chúng ta vẫn còn, dù cho chúng ta vào vòng trong và đứng nhì bảng và có đụng Nam Hàn thì mưa tới đâu mát mặt tới đó. Dũng Taylor xin gửi đến cho quý vị nhận định của mình trong cái trận đấu ngày hôm nay 0-0 giữa Jordan và Việt Nam. Một lần nữa hẹn quý vị tại kênh Dũng Taylor TV và hy vọng là ngày 16 chúng ta sẽ có kết quả mỹ mãn hơn và Việt Nam chúng ta sẽ vào được vòng trong. Xin chào quý vị tại điểm hẹn của cà phê Gypsy trên phố Bosa.